mời bạn nữ bước lên sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, mời với bạn. Em giới thiệu đi em gái. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Phan Thị Mỹ Nhân, năm nay em 30 tuổi. Hiện em đang làm nhân viên lễ tân. Quê mình ở đâu em? Dạ, em quê Kiên Giang chị. À, bây giờ mình đang làm việc ở chỗ nào? Dạ, em làm việc ở quận Nhất. Quận Nhất, rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường, cũng như quý vị khán giả là chào trân trọng nhất. Em xin tự giới thiệu về em. Em tên là Lê Hoàng Nguyên, sinh năm 1978. Hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc gì? Dạ, hiện tại em đang làm việc cho công ty cổ phần tập đoàn Thái Tấn. Công việc hiện tại em là kỹ thuật viên. Bạn gái bên kia tên Nhân hả? Dạ. Mỹ Nhân. Mỹ Nhân ạ. Mỹ Nhân. Bên đây là Nguyên. Hai người ghép lại là Nguyên Nhân. Rồi, cho chị hỏi điểm mạnh điểm yếu của hai bạn. Em là một người độc lập, biết chia sẻ, biết quan tâm. Còn về điểm yếu của em thì đối với em, cái đó cũng không hẳn là điểm yếu, nhưng mà có thể đối với bạn nam hoặc là đối với một số người thì có thể đó là điểm yếu. Ví dụ như là em mà có thích diễn viên thần tượng hay ca sĩ gì đó thì em sẽ đi đến nơi đó gặp, cho dù ở nước ngoài em cũng đi. Nếu mình thần tượng ai rồi là mình phải tìm gặp cho bằng được, hâm cho nên mộ, là có thể là một số bạn nam là em nghĩ là có thể cái đó là nhược điểm của nữ. Mà hiện tại em đang hâm mộ ai vậy? Dạ nhiều lắm chị. Trời đất ơi, vậy em đi hết tất cả mọi nơi em tìm gặp ta luôn hả? À, trong năm nay em dự định đi Hồng Kông chị. Trời ơi, ngưỡng mộ em luôn. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em á là em sống thì vui vẻ, hòa đồng, có tình cảm với mọi người, biết quan tâm, lo lắng cho chăm sóc mọi người trong gia đình. Còn khuyết điểm là gì? Người khác nhận xét em là hơi ít nói. Còn cái nhược điểm nữa là thí dụ như em đi ngoài đường á, thấy cái gì lạ em hay nhìn. Anh phải gây kẹt xe hoài đúng không? Dạ. Vì lúc đó, em chở má em đi á, là bị la hoài. Không lo chạy xe mà cứ nhìn đâu không à. Đúng rồi, nhìn đâu không là nguy hiểm nữa, không an toàn giao thông nữa. Có mấy mối tình rồi? Có một vài mối tình đơn phương anh. Rồi trước cũng có theo đuổi cô đó thì cũng hơn năm. Nhưng mà do cái khoảng cách địa lý á, xa quá. Cô ở đâu mà xa? Ở ngoài Vũng Tàu á anh. Vũng Tàu em ở đâu? Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi, chút xíu mà xa cái gì xa. Do cái tính chất công việc, ví dụ như thứ bảy chủ nhật á em làm việc, còn cái cô đó nghỉ á thì không có gặp được. À, hoặc là cái lúc em nghỉ thì cô đó làm việc, thành ra nó lệch chứ giờ thì không có. Như vậy là em chưa có mối tình chính thức nào cả? Dạ đúng rồi. Là yêu đơn phương không? Yêu đơn phương. Em có bao giờ mạnh dạn nắm tay một người yêu đơn phương nào chưa? Có anh, nắm tay thì cũng có. Nắm tay thấy sướng không? Có bao giờ mình nghĩ mình sẽ hôn một cô gái nào không? Người có anh. Có hả? Nghĩ rồi mà hôn chưa? Có luôn anh. Có luôn rồi hả? Hôn má hay hôn môi? Dạ hôn má thôi chị ơi. Vì là anh này còn trong trắng tinh nguyên. Của em, để em hỏi cảm giác của em như thế nào khi anh bên kia 40 tuổi còn trong trắng tinh nguyên. Em thấy ảnh chắc cũng giống giống em. Ủa là sao? Là tại vì đến hiện tại em cũng chưa có mối tình nào. Chưa luôn. Trời đất ơi, 30 tuổi cũng chưa có mối tình nào. Trời luôn rồi, chết rồi. Rồi hôn chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Ồ em gái. Trời. Dễ thương vậy. Hôm nay bất ngờ vậy ta, hai người còn trong trắng tinh nguyên hết. Ủa rồi cặp này nhìn nhau rồi có biết làm gì không? Cái vụ này chắc tôi phải kèm dại quá. Em gái, dạ. 30 tuổi rồi. Dạ. Mà chưa có mối tình nào. Dạ cũng có lý do, em nghĩ thì nó cũng bình thường thôi anh, chứ cũng không phải là cái gì mà nó đặc biệt lắm. Cũng do là hồi lúc em đi học á, thì em quan điểm á, là học sinh mà yêu cái gì em nói thì lên đại học đi, yêu thời sinh viên thì nó đẹp nhất. Cái xong em nói lên thời sinh viên, cái em nói mỗi đứa nơi quen nhau xong chắc không thành đâu. Sau đó ra trường rồi xong rồi cái em có nhiều cái sở thích mê phim mê chuyện, cái thành ra em cũng không có cái thời gian. Ủa mà em mê phim liên quan gì đến chuyện người yêu với chồng? Dạ khi thấy trên phim đánh nhau gây lộn cãi nhau ly dị nhiều quá. Bạn bè thường nói em á là dành cả thanh xuân để coi phim với đọc truyện hả chị? Trời ơi, ví dụ như anh bên đây anh dễ thương hiền lành như vậy, nếu hợp tính lấy liền được không? Nhanh nhất cũng phải một năm ạ. Một năm ha. Lâu dữ vậy, bên 30, bên 40 rồi. Lấy sớm về hưởng sớm chứ. Dạ, tại em thấy cả hai bên chưa có kinh nghiệm á chị. Cho nên là mình đừng có vội vàng quá. Ôi cái gì, người ta 40 tuổi về 50 không lẽ về em tặng cái gậy à. Giờ hỏi anh nè, muốn lấy vợ chưa? Dạ muốn anh. Cũng lớn tuổi, gia đình cũng kêu gọi là tranh thủ lấy vợ. Nói chung là anh bên này là dễ thương hiền lành lắm. Em muốn tìm một người đàn ông như thế nào?
Không có ba hoa, nói được phải làm được. Bên đây không có ba hoa rồi đó. Không có nổ, nói chung là người đàn ông thì phải là biết ga lăng lịch sự đối với phái nữ. Một cái thần tượng nào mà em có thể liên đới đến cái người bạn đời của em không? Dạ, nếu mà em nói em lấy thần tượng của em ra để mà hình dung cho mấy bạn nam á thì khó lắm. Tại vì em thích giống như là Gông Du, Sochi Shop, Cổ Hiên Lạc. Cho nên là em nghĩ là đưa ra định đi qua Hồng Kông là kiếm ai bởi. Dạ, em đi gặp anh Cổ Hiên Lạc ạ. Trời ơi, mà anh có thời gian gặp em không? Hẹn anh dạ, trước chưa? Dạ, cái đó là dịp sinh nhật ạ. Tụi em đã liên hệ được và có vé rồi chị. Có vé luôn, dự sinh nhật anh Cổ Thiên Lạc luôn. Chị Tường muốn đi thì em có thể dẫn chị đi theo luôn. Trời ơi, tôi phải đu theo cô này mới được. Hôm nay là những nhân vật quý hiếm không à, nha. Chào chị. Trời ơi, 40 tuổi, chưa có mối tình nào, chưa có nụ hôn nữa. Anh ta thấy nhìn trẻ trung không? Không mặt à. Hồng hào. Anh khỏe không? Khỏe. Bình thường em chơi thể thao thì nhiều gì? Lắm chị. Em chơi được bóng đá, bóng chuyền, tập gym nữa chị. 40 tuổi thì chắc công việc anh ổn định hết rồi đúng không? Dạ đúng chị. Có chơi bóng đũa không? Hồi nhỏ có chơi anh mà. Có đó, chơi luôn hả? Hồi nhỏ xíu á. Có chơi nhảy dây không? Có, nói chung hồi trẻ em có hết á anh. Có chơi búp bê không? Búp bê không có anh. À, chứ chơi búp bê nó mệt à. Mà em ngại có vấn đề anh khỏe không thôi? Dạ khỏe, bình thường mà. Anh hít đất nổi không anh? Nổi chị. Anh nổi mấy cái? 20 quá. Thôi anh hít 10 cái thôi em coi thử coi được không rồi em gả cho. Giờ hít anh nói 20 mà em trả có 10 thôi đó. Bây giờ em hát đi chị ơi. Hít đi. Vậy hít đất trước hả? Dạ. Khỏe, ngon lành. Ngon lành, ngon lành. Được. Rồi đồng ý. Hít đất 10 cái ngon ơ, sắc mặt không biến đổi. Sáng anh hít có 3 cái mà anh trà vẫn hỏng luôn đó. Anh Linh là một cái là đẹp bẹp luôn rồi. Em trai, em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Tóc đen, da trắng. Tóc đen, không da trắng. Không lẽ tóc màu trắng, da đen. Tóc không được đen lắm được không anh? Dạ cái đó thì không sao. Em hình dung thử bạn gái bên này như thế nào? Dạ chắc cũng xinh đẹp à. Trời sinh ra một cặp còn chừa lại để dành cho nhau. Hôm nay là mỹ nhân đi với ai nè? Dạ em đi với chị bạn thân của em, với bạn ở trong cái hội mà yêu phim của em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào các vị khán giả trong trường quay. Chào anh trai, em là Thùy Dung, là chị bạn của Nhân. Anh này cũng là người đàn ông khách chính trạc rồi, cũng hiền là ít nói. Dạ anh ơi, như là Nhân có chia sẻ thì em ấy có những cái sở thích riêng. Thật ra em ấy là một fan girl chính hiệu. Em ấy đã từng đi Thái Lan rồi. Bây giờ sắp là đi Hồng Kông mới gặp Cổ Thiên Lạc nữa. Thì với 10 như vậy thì anh có gọi là anh có thoải mái cho cái việc mà em ấy có thể như là dành một thời gian riêng hoặc là một cái gì riêng cho thân tượng của mình hay không? Thì em có gắng sẽ làm cho bạn gái gì? Nói sao nhẹ vậy? Dạ. À, dạ. Vậy bút vé cho anh đi chung luôn kịp không? Dạ kịp ạ, vẫn còn đầu tháng sau làm visa được ạ. Nếu mà mình thương nhau thì cái gì cũng có thể làm được hết anh. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn em. Hôm nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi với má em với người thân trong gia đình. Dạ chào cô. Chào cô. Chào Quyền Linh, chào Quyết Tường, chào khán giả. Cô cảm nhận cháu bên này thấy cũng dễ thương, tính tình cũng hợp với con cô. Và cho nhau cơ hội để tìm hiểu nếu có hợp thì cuối năm này tiến tới hôn nhân. Tiến tới hôn nhân có làm dâu không cô? Tuổi trẻ thì cô thích là khấn đấu tương lai với hạnh phúc thôi, còn chuyện làm dâu cô không quan tâm. Cảm ơn cô. Rồi. Kéo hàng rào. Dạ. Rồi chào gặp em, tặng em món quà. Em cảm ơn ạ. Đây cũng là quà em mới đi du lịch ở Huế về. Cảm ơn em. Dạ. Rồi em thấy anh sao anh? Dạ em thấy anh cũng trầm tĩnh cũng. Không á, anh không chị trầm tĩnh ạ, chứ không phải tròn chỉnh chị. Tròn là nói người đứng sau nè. Với lại em thấy anh cũng ít nói, chắc có lẽ là một người có cái sự bình tĩnh với lại điềm đạm. Còn không biết là về cái sở thích của anh trong cuộc sống thì như thế nào ạ? Ngoài công việc thì mình giải trí như thế nào anh? Ngoài công việc thì anh chơi thể thao á. Còn lúc nào rảnh rỗi thì có thể uống cà phê. Nguyên đi nước ngoài lần nào chưa? Dạ chưa anh.
Chưa hả? Dạ. Sắp tới đi Hồng Kông không? Nếu có cơ hội thì đi được. Có cơ hội rồi đó. Hỏi sắp tới em đi ngày nào, anh có thể đi chung với em được không? Dạ. Vô đi. Em dự định chừng nào? Dạ, tháng 10. Tụi em đã book vé máy bay rồi, chỉ cần chờ làm visa. Mà không biết là anh quan niệm như thế nào về một người bạn gái, nếu mà thích đam mê thần tượng như vậy thì anh thấy có e ngại hay không? Dạ không, nếu mà cảm nhận mà mình có cái tình cảm với nhau á thì sẽ có một cái động lực để cùng với em hướng tới một cái thần tượng đó. Hả? Có không nói nha. Mai mốt đừng nói tôi khoái cổ thiên lạc luôn nha. Thôi giờ ông này ông nhát quá, giờ đứng lên. Chưa có bạn gái lần nào đúng không? Đứng lên. Và hai người cầm thử tay nhau coi có điện không nè. Đó, nhìn thẳng vào mặt cô gái, hát tặng cổ một bài. Rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Nha. Em nắm về hát luôn á chị. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã chót yêu em rồi, là hình như anh đang dối em. Rồi một ngày vắng em, bước chân buồn tan. Rồi từng ngày nhớ em, trái tim không ngủ yên. Thôi xin em hãy hờn dỗi như ngày mới quen nhau. Thôi xin em hãy hờ hững như là đã xa nhau. Nếu anh nói anh muốn xa em, là thật ra anh mong rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn nhớ em. Rồi, rồi ngồi xuống đi. Đổ mồ hôi không? Hả? Cảm giác phút giây qua thế nào? Dạ, rất là... Nói chung là không có diễn tả được anh ơi. Diễn tả hả? Bạn gái cảm giác như thế nào? Dạ... em thấy có cảm xúc. Cánh tay của anh nắm có ấm áp, có cảm xúc gì không? Cũng có. Được ha, anh nghĩ ra cả. Rung quá tay em ngồi, bấu tay không. Rồi đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Nguyên nhân có trở thành cặp đôi hay không? Nguyên nhân có bấm nút hay không? Chúng ta chờ nguyên nhân. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Mời em. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Và nụ hôn đầu tiên. Rồi, xin phép hôn em nhé. Em có thể hôn tay trước được không? Hôn má em.